Rồi, một ca khác nhé, là bệnh nhân năm 20 tuổi Đấy, Trong trường hợp này là hơi khác khác chút xíu Cơ chế nó hơi khác nha Đây là lúc nãy vẫn đang dùng cơ chế trượt trên như thẳng Và bây giờ mình hướng dẫn là ở một vài cách khác nhau để mình điều trị Đây mọi người thấy bệnh nhân này có mấy cái răng sáu đây Gọi là còn gì đâu mà khóc cái sầu ấy Đó Cái ảnh này cũng chưa, chưa xoay này Đấy, Thực ra răng 3646 thôi Răng 3646 nó có bị tổn thương Đấy, Trường hợp này chỉ nhổ thôi Đấy ví dụ răng 36 mọi người thấy còn hai chân răng đây không ạ Nó bị tiêu uh, xương các kiểu này thứ hai là cái thân đang vỡ hết rồi chân đang nó bị trồi lên đây Những trường hợp này nhỏ thôi thứ hai rằng 46 đây ạ. ạ rằng 46 trong trường hợp này cũng bị vỡ này ca này có thể chữa tùy giữ lại Tuy nhiên là thân đang bị vỡ khá là nhiều trong trường hợp này lựa chọn là nhổ răng này và kéo những răng này về kéo răng 7 này về đây và kéo răng 8 về đây nhé đây những trường hợp này nhà mình làm rất rất nhiều luôn ở đây, đây trường hợp này những trường hợp này nhổ răng 6 kéo răng 7 về thay khoảng trống răng 6 này và kéo răng 8 thay răng 7 nhiên trường hợp có đăng tám nhé thì mới làm được như vậy đúng không? còn hợp không có đăng tám hoặc là à, nó khó quá thì thôi bỏ qua đúng không? đây trường hợp này bỏ qua mấy cái phim uh, phim này nhé đó. đây khi đó là có đây mình thấy là tầng ba sáu bốn sáu mình cuống này có bỡ lớn anh chị nhỏ thôi. đây mọi người thấy là cái đây có cười chế trượt nha được chưa? đây cười chế trượt này, đây gắn mắc cài đi cùng mọi người nhìn thấy là đây là hai chun đúng không? ạ giống như lúc nãy một số anh chị hỏi là có gắn bất tần mặt trong này kéo không nha? cho nên có gắn bất tần mặt trong này kéo nó lại tránh bị xoay răng thôi. Còn nó cuộn hay không nó vẫn bị cuộn nha Đấy, ạ đây mọi người nhìn thấy này thứ nhất đây là dùng cây chất trượt đúng không ạ đây dùng đây này tuy nhiên là cái răng phía trên này mà thấy nó hơi 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 trồi xuống một tí hơi hơi trồi hơi, hơi, hơi cản trở nha cho nên trong trường hợp này nếu mà giả sử muốn chạy tốt ok nâng khớp mấy răng phía trước này lên được chưa ta mình nâng khớp mấy răng này lên để cái răng này hở ra này đó nó chạy hơn thứ hai làm sao để lún cái răng bảy này một xíu lún cái răng bảy này này thì khi đó nó mới chạy được dễ nha thứ hai hoặc là có thể lún đằng trên này để không bị cản trở khi mình kéo đăng còn trong trường hợp này mọi người nhìn thấy là đằng sáu đằng bảy đằng sáu đằng bảy dưới ấy, đằng sáu trên đang bị vướng nhau này ạ có thể kéo nó chạy nó bị khó trong trường hợp này mình có thể là tính làm sao lún được mấy cái đằng này này xuống chút xíu thứ hai lún đằng trên Tuy nhiên đằng trên đây là bây giờ khi mà gắn mắc ca đi cùng vào nó tương đối thẳng rồi thì có thể tính bạn lún đằng này hoặc nâng khớp hở đằng này ra miễn làm sao đằng sáu trên không cản trở khi đằng bảy dưới chạy ra phía trước được chưa đây là những cách khác nhau thôi mình cứ nghĩ trong đầu như vậy và mình làm một cách nào tính tiếp đúng không ạ đó đây ạ à. khi mà người kéo đâu ạ là mọi người thấy là nó bị cuộn đây mọi người nhìn thấy không ạ đổ không? các bác nhìn thấy được không ạ thấy rằng rằng sáu này rằng bảy này nó bị đổ về trước đây không mày đổ về trước không ạ đúng chưa đây, có vẻ lúc đóng khoảng này cái trong tư hợp này thứ nhất là khi nó bị cuộn như vậy do à, mình dùng lực lớn quá trên dây cục nhỏ quá nên nó bị yếu ấy thứ hai nó bị vướng cản hai hàm này với nhau này vướng cản đằng sau với đằng bảy với nhau thì khi đó một là mình có nói rồi phải làm lún cái đằng này, này. thứ hai là phải à, bè dây thế khi đó mình chọn phương án bè dây bè dây có thể mọi người bẻ dây thẳng hoặc bẻ trên lúp này tuy nhiên cái này chưa vội kích hoạt lúp nha cái này vẫn kích hoạt lúp là chưa ổn lắm bởi vì nó đang bị cuộn thì mình phải cho nó thẳng trở lại đã thẳng trở lại trục nó đúng trên cái, cái xương của mình đã thì khi đó là mình mới kéo tiếp nha còn nó đang bị nghiêng về trước mà người kéo cũng được nhưng mà có thể nguy cơ càng cuộn nhiều hơn cho đó là ca này chỉ bẻ lúc bị trận trục thôi còn ca này chưa vội kích hoạt này, nên nhiều khi mà các mình chỉ định trong trong lâm sàng ấy là chỉ bẻ lúc thôi chưa có kích hoạt gì cả nhưng một số bạn là vẫn là kích hoạt lúc vậy thì khi đó có thể là kết quả nó không được tốt lắm nha răng 6 tiêu xương đâu răng nào bị tiêu xương ạ à? răng ba sáu tiêu xương à mình vẫn kéo vào bình thường nhé Đấy, thằng 36 mình nhổ rồi mà Thằng 36 mình nhổ mà Cái kiểu gì khi mình nhổ xong nó có khoảng trống đấy em ạ Và nhớ ví dụ mình nhổ đằng 4 xong này Mình nhổ thằng xong này, chỗ đấy có xương nó không có đúng không Nhưng khi mình kéo vào này nó ok hết Không vấn đề gì cả Cái kéo từ từ thôi, lực sinh lý là Ở cái xương của mình có hiện tượng tiêu xương và bồi xương Nó sẽ hình thành vào đó nhé Đây đây là cái này hơi cuộn nha, mọi người để ý nha sau đó khi trong trường hợp này, thứ nhất Một là để rút kinh nghi nghiệm đúng không Giống như cả lúc trước mình nói rồi, kéo nó to và cứng còn cái này là kéo dây mềm hơn nhỏ hơn này cho nên nó bị nghiêng thứ hai lực nó lớn quá nó đang lớn quá và nó bị cản trở trên dưới Thế không nên nâng khớp vào đằng này nhé đúng không ạ mọi người nâng khớp đằng này có thể bị cản trở ấy cho nên mình nói rồi nâng khớp phía trước và phía sau phía trước là đằng 4 năm này phía sau là đằng 8. hãy để hở đằng này ra để chạy mới dễ thứ hai là ban đầu khi đằng này nghiêng rồi thì phải tip back thôi để dừng trục đã chưa vội chưa vội làm kéo về trước đây cho nên là vẫn bẻ dây vẫn tiếp tục nhưng vẫn kéo về trước cho nên có thể nó vẫn chưa được tốt lắm thế thì vẫn được nhưng không tốt ngoài ra mình muốn lún thằng này này thì tên lúc này ấy, cái này có lúc nhá thì mình hoàn toàn có thể là bẻ bậc làm lún cái này tức phần đuôi dây phía sau mình bẻ thấp hơn đâu ạ cho mọi người hơi tưởng tượng nhá tức là bình thường hai dây nó ngang nhau này bẻ trên bẻ lúc bao giờ mình bẻ hai này tuy nhiên bây giờ mình muốn lún này bẻ cái này thấp xuống thì khi đó phần dây của mình lún xuống không ạ nó bị lún xuống nha đó là à, khi mình bẻ bậc này, thì tại sao mình có hướng dẫn mọi người bẻ to hơn một xíu ấy? Đó, thứ nhất bắt đầu mình bẻ bậc nó dễ. tức bậc phía bên này nó về phía cổ đang hơn, Thì răng này lún xuống. Thứ hai là sau này mình có thể bóp dùng kìm mình bóp vào đây cái này. Đó, bóp vào phần sau này, lúc phía sau ấy thì dây cùng của mình nó đang như thế này nó ấn nó xuống này mà Thì răng của mình được lún xuống nha. Đây đây những cách khác nhau Mình có thể ứng dụng tên lúp Đây để đóng khoảng nha. Thứ hai lúp này mình có thể sử dụng lúp để kích hoạt lúp để có lực này, hoặc thứ hai đó mình có thể dùng lúp để giữ giữ cái răng này, Dựng trục răng này thôi và mình dùng chun mình kéo lên đây đúng không đây là những cách khác nhau thôi một số cách đó đây mọi người thấy là kéo về đây này đây mọi người nhìn thấy đây trong trường hợp này đợt sau này dùng lúp chỉ để giữ thôi không ký hoạt lúp này nha mọi thấy đây không ký hoạt lúp này và dùng chun chuỗi để kéo dùng chun để kéo kéo từ đằng ba đến đằng, đằng đó Ở thứ hai đây cái lúp này nó hơi bị cuộn chút này đó, lý do nó đang bị đẩy phía trước này đây, cho trường hợp này mọi người để ý nhá bẻ lúp trên dây to hơn cứng hơn thứ hai nữa là à, có thể là nâng khớp phía trước này để hở đằng sau này và bẻ bậc làm lún cái đằng này để tránh răng này nó chạm, nếu không nó bị cuộn này tất nhiên nó vẫn đóng khoảng trống mất răng này nhưng mà người thấy nó bị cuộn đó đó nó bị cuộn này ạ đấy, tất nhiên là cuộn xong này chỉnh lại được rồi ok đây mọi người thấy nó đỡ hơn này cái răng à, 47 đỡ hơn này răng uh, à, 37 nó vẫn bị cuộn nhiều đó không răng 47 đỡ hơn chút xíu đó khi đó là mọi người thấy là cái răng 8 này mọc lên này thì khi đó là gắn mắc cài tiếp răng 8 chỉnh tiếp răng 8 thôi đây gắn mắc cài tiếp răng 8 thì nó, nó thẳng trở lại này cái răng bạch tự thẳng lại, lại, tất nhiên nó hơi vất vả nhưng vẫn thẳng được nhé. Đây họ đi dây cùng các kiểu lên nó thẳng lại được. Thứ hai nữa là mình có thể dùng chun trên dưới, tôi chun uh, chun tam giác ấy, thường thường mình kéo chun thế này. Nên trong trường hợp đây chẳng hạn, kéo cái răng này về nhá. Kéo đăng 47 này về đây, nó đang bị nghiêng, nó bị cuộn thì có thể dùng chun này từ cái răng 6 trên này, cái răng 7 dưới này, răng 6 trên 5 trên này. từ ra răng răng 7 bây giờ về coi như là răng 6 ấy thì kéo chun chữ V như vậy là răng này trồi lên nhá. Có kéo chun đây này từ cái muốn trồi răng này này từ răng nằm trên đến nằm dưới đến bốn trên này thì răng nằm trồi lên hoặc là ngoài ra mình có thể đi một cái cong ngược dây spin ngược ấy để mình dựng trục cái răng này tốt hơn tức là làm lún răng cửa lún răng hàm rồi răng hàm nhỏ nó xoay này thì răng mình dựng trục được đấy hoặc có thể mình giữ nguyên cái tip bách ở sau răng năm này Đây, những cách khác nhau thôi mình bẻ tip bách sau răng năm này cái là cái răng này dựng trục lên thôi đấy, rất là dễ rất là dễ luôn nhé cái đơn giản nhất thì mình có nói rồi cứ đi cùng lần lượt rồi đúng không từ nhỏ đến lớn là nó, nó thẳng được rồi tuy nhiên nó hơi lâu thôi vẫn được nhé nhưng hơi lâu à, do đó thường thường mày hãy lựa chọn phương án 7 dây cung hơn đây là khi mà dựng tục đó đây mọi người thấy là ở đến tháng 9 này đến đều hết nó nó phẳng này em ạ nó tương đối đều từ nó phẳng này tháng 8 lên kéo về hết này đấy trường hợp này khá là dễ bệnh nhân khoảng tầm 20 tuổi 23 tuổi gì đó là ok đơn giản thôi nó không có gì khó khăn cả mất răng hàm vẫn ok nhé vẫn kéo được nhé đúng không ạ đấy ca này dễ hơn rồi đúng không ạ đó phương án điều trị đúng không ạ đây cơ chế này là cơ chế mình dùng, mình dùng là cơ chế trượt này và có cái được lúc đóng khoảng đó tuy nhiên mọi người có thể nhìn thấy các đăng trước nó bị cụp ạ. đấy trục đăng cửa này bị cụp này đấy đúng không ạ so với ban đầu nhá đây ban đầu nhìn thấy nó ổn hơn đúng không ạ đây ban đầu thậm chí là cái đăng cửa nó hơi 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 chìm tí tí nhưng cái này chấp nhận được nhá cái này là ok nhá đúng không ạ à, tuy nhiên là đây đây mình xem lại cái cái cái, phim bệnh nhân đúng không ạ đây mình thấy trục đăng cửa dưới khá là ok này tuy nhiên là cái ca này khi mà đang kéo đây ạ không để ý này cho nên đang cửa nó bị đang bị cụp đây mọi người thấy răng cửa dưới nó bị lùi hơn sao không? nó bị cụp hơn này sao mình vẫn dùng răng để kéo răng dùng răng này để kéo răng này Đó, không để ý thì cái nguy cơ răng cửa vẫn bị cụp nha được chưa? là cơ chế nó chưa tốt thôi rồi một ca khác bệnh nhân 20 tuổi đây bệnh nhân này có mất mấy cái răng hàm đấy ạ đây răng à đây là răng 36 nhé, cái ảnh này chưa lật này, răng 36 bị ờ uh, chữa tùy rồi này, bị vỡ hết này. Răng 46 có chụp bọc rất là to này. À răng 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 đăng... đây đây cái ảnh này lật rồi ạ. 36 46 đúng không ạ? trường hợp này các bác chỉ định nhổ răng 36 46 và dựng chụp răng lên thôi. Đấy, người tuy nhiên là có mấy cái răng khôn này ạ. Mình thấy mấy cái răng khôn này nó hơi quái oăm này. Thì trong trường hợp này nhổ cái răng này rồi sau thì có thể là cần phải cắm implant đây ạ, hoặc làm cầu răng đây, hoặc có thể là dựng răng 8 lên nhé, Dựng răng 8 lên, kéo răng 7 về sau dựng răng 8 lên. À, lúc bẻ thế nào hả à, mình có nói lúc thì thông thường mình có thể bẻ thứ nhất nếu giả sử mình dùng lúc để kéo nha dùng lúc để kéo thì mình bẻ dây tiêm bay mình hay dùng dây 19 25 để mình bẻ còn nếu chỉ để dựng trục răng hàm đơn tuần thôi ví dụ đây dựng trục này hoặc tí nữa mình xem một số cách dựng trục nếu chỉ để dựng trục răng nhé thì mình dùng dây ss khoảng tầm 16 22 lên mươi đó đó từ thông thường là mới bắt đầu ban đầu ấy, mình đi dây lớn dần lớn dần thì mình có thể là đi nai thai 16 22 sau đó bẻ ss 16 22 và sau đó bẻ ss 17 25. Ok dựng trục rất rất tốt luôn cho những ra hàm này. Đó. Nếu dựng trục nha, còn mình không dùng mà nó trong trường hợp mình dùng chun để kéo thì gì lúc dựng trục mình dùng SS, còn nếu mình dùng lúc để kéo mình dùng dây tia bay lực nó đảm bảo ok hơn. Nó tránh bị tiêu chân răng, tiêu xương á. Đó. đó là một một ca là kết hợp lúc nha, để mọi người thấy là kết hợp lúc để dựng trục và kéo và sau đó là mình dùng dây thẳng trở lại để mình đi trở lại. Mình hay dùng dây thẳng hơn. Đó, nó dễ hơn mà. Tuy nhiên ca này mọi người thấy là trong cường.